Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình có một số mẫu máy muốn view cho các bạn. Thì từ những chiếc máy mình mới nhập và có một số mẫu máy thì mình cũng đã view qua rồi. Thì trước khi vào view những chiếc máy này thì cho phép bên mình xin các bạn ít phút về tâm sự về con máy S9 màu vàng đồng bán cho các bạn giá 2 triệu. Con máy đấy mình có bán cho một anh chị là ở trên Lào Cai với giá là 3,7 triệu. Từ trước Tết, sau Tết đến hôm mùng 4 thì anh chị có gọi điện cho bên mình và báo là bị lỗi màn. Thì bên mình có bảo là màn hình bên em chỉ báo test cho khách trong vòng dăm 3 ngày thôi chứ không được quá lâu. Và đầu bên em nhập hàng cũng vậy, cũng chỉ báo test cho em trong vòng thời gian này thôi. Nếu quá thời gian đấy bên kia họ sẽ phủi trắng, họ sẽ không bảo hành. Còn bên em vẫn nhận hỗ trợ bảo hành, thôi nha, chứ không phải là bảo hành hoàn toàn, hỗ trợ bảo hành cho anh chị. Nhưng mà anh chị vẫn cứ kiên quyết căng khăng lời nói thế này thế nọ, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cái phương án ok bảo hành. Khi mình mang về mình bảo hành thì thì anh chị có báo là hàng bị sửa chữa là anh chị không ưng, ok mình chấp nhận đổi sang một cái máy khác. Và mình bảo là đổi sang như thế thì sẽ mất một khoản chi phí, bởi vì cái màn hình nó rất là đắt, cho nên là mình chỉ bảo khách chỉ chịu cái chi phí đó là 700.000, tức là mình 600.000 chứ không phải là 700.000. bởi vì con máy đấy về sau mình phải nhập lại với giá là 3,1 triệu, bán 3,7 triệu, nhập lại 3,1 triệu và bán cho các bạn với giá là 2 triệu. Đó, các bạn chịu thiệt 1 nhưng bên mình chịu thiệt đến 10 cơ. Nhưng bên mình vẫn nhận hỗ trợ bảo hành cho các bạn đầy đủ. Từ lúc mình làm bán hàng ở trên kênh YouTube này là 100% khách hàng khi mà bị lỗi hàng hoặc là bị hàng hóa nó có không ưng thế này thế nọ, bên mình vẫn nhận hỗ trợ và đầy đủ cho các bạn, chứ không bao giờ có đoạn các bạn gọi mà mình không nghe máy đâu, hoặc là máy lỗi gọi mình chặn hoặc thế này thế nọ đâu. Mình bảo hành rất là lúc nào sẽ nghĩ đến khách hàng. Nhưng mà bây giờ có một con máy như thế mà kéo cả dòng họ rồi lại bảo là tao có cả 1.000 học sinh thôi lên đây đánh sập kênh của mày. Xin lỗi anh chị, chứ nếu mà đánh sập một kênh mà nó dễ như thế, em sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để đánh sập tất cả các cái kênh còn lại, để cho em một mình một sân bán có phải sướng không. Thôi mình chỉ nói như thế thôi. Nhưng câu chuyện thì mình cũng đã giải quyết, mình cũng đã gửi một chiếc máy khác đi và vẫn bảo hành cho anh chị đấy rồi. Còn tùy xem anh chị đấy xem video và cảm nhận là như thế nào thôi. Đó, nhập bán 3,7 triệu, nhập lại 3,1 triệu và bán lại cho các bạn với giá là 2 triệu. Mặc dù máy đấy về bên mình đã fix bằng ROM, thì cái nỗi cảm ứng nhiều thì nó cũng sẽ thành nỗi cảm ứng ít, cho nên là vẫn sử dụng được thì mình cũng có bán cho các bạn. Đó, bạn nào ok được thì cứ múc thôi. Và con đấy thì mình thôi không nói con đấy nữa, mình sẽ vào view luôn. Hôm nay bên mình có là về được 4 chiếc iPhone XS Max, 4 chiếc iPhone XS Max mà mình không hiểu hàng này nó như thế nào luôn. Thứ nhất nó là zin app, thứ hai nó là full xanh, thứ ba pin của nó là 100%. Đấy, mình đang không hiểu tại sao lại có các cái hàng này. Nhưng mà mình cũng định tò mò là mở main ra một con ra để xem là main bo nó như thế nào. Nhưng mà được biết đây nó tất cả đều là hàng A đấy, tất cả đều là hàng A. Đó, và đầu buôn của bên mình báo 100% là không bao giờ có chuyện main sửa, thay vỏ, thay dựng máy các kiểu. Đó, về sau các bạn phải dùng 1525 mà các bạn cứ giữ nguyên tem. Và khi đấy nếu máy nó có lỗi gì các bạn mở ra mà nhìn thấy máy lỗi, bảo máy bị sửa hoặc bị thay thế thì vẫn được đổi trả, nhé, vẫn được hoàn lại tiền 100% các bạn nhé. Đó, cho nên là mình cũng không hơi đâu, một con máy đang zin nguyên app như này mình lại bỏ ra mình xem bên trong nó như thế nào. Mình cứ thế bán cho các bạn, bởi vì máy này mình test cũng rất là kỹ rồi, từ sáng đến giờ mình test rất là ok. Thì đây, cái đầu tiên nó cây số 1, cây XS Max bản 64GB pin 100 nhá. Đó, ngoại hình của nó là hàng zin keng luôn, đấy các bạn ạ, không kiểu như là xước nông mèo hay gì đâu, zin đẹp lung linh luôn. Đó, zin nguyên áp, pin 100. Đó. Đây, màn hình thì trắng sáng luôn, nói chung là màn hình không lỗi làm gì cả, không có một cái gì. Mình chỉ đã không hiểu tại sao lại có cái hàng pin 100 như thế này mà mình dùng pin rất là bền luôn, không có kiểu như là nhanh tụt pin hoặc là nhanh sủng pin đâu. pin đúng chuẩn kiểu pin zin luôn. Đó, bọn này thì giá nó tương đối cao nên là mình cứ view lên đây các bạn cứ cân nhắc nhé. Ví dụ màu vàng bên mình đang bán cho các bạn với giá là 13.200.000, bản 64GB thôi các bạn nhé, pin 113.200.000. Cái màu đen đây cũng thế luôn, cũng pin 100, cũng hàng zin keng luôn, không biết xước nào mới tài. Đó, không hiểu sao lại có cái hàng chất này. Đó, riêng về màn hình thì cũng không thể nào chê được, nó cũng như một chiếc máy dùng ít. Đó, rất là đẹp luôn. Riêng về màu đen thì bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 12.500.000, bán cho bạn 12.500.000. Với cái màu trắng đây, đó, màu trắng này cũng là hàng zin keng luôn, zin đẹp luôn các bạn. Nói chung là sờ các góc cạnh này các bạn không chê vào đâu, và các bạn thổi áp rồi hút áp rồi các thứ rất là ok. Đó, cái này bên mình cũng sẽ bán cho các bạn với giá là 12.800.000. Đó, màu đen là 12.500.000, màu trắng là 12.800.000 và màu vàng là 13.200.000. Hàng zin keng, nguyên áp, pin 100 các bạn nhé, bản quốc tế Mỹ nhé. Đó, zin nét nẹt luôn, bọn này không chê vào đâu các bạn. Mình khẳng định luôn, các bạn sờ vào máy chỉ có thấy thích thôi, không có đoạn chê đâu. Đây mình sẽ vào xem luôn. Đây, LL trên A bản 64GB các bạn nhé, đang chạy US, tất cả đều 14 hết rồi. Bọn này chạy 14 hết, mình cũng đã reset rồi các thứ, tức là họ vẫn bao reset cho mình. Nếu mà nó là máy lóc thì đổi trả 100% và tặng thêm 10 triệu. Đấy, họ bảo mình như thế. Thì đấy, bọn này tất cả đều hàng quốc tế các bạn nhé. Quốc tế 64GB, hàng zin keng, pin 100, hàng A luôn nhé. Đó, màu vàng thì là 13.200.000, màu trắng 12.800.000, màu đen 12.500.000. Đó. Và bên mình có về thêm được cây, đó là cây Oppo F9. Đấy, Oppo F9. Đó, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ là 64GB. Thì con này thì nó là hàng zin 100%, vỏ có xước phẩy, vỏ có xước phẩy các bạn nhé. Đó, vỏ xước phẩy này. Đó, lưng zin này, lưng cũng xước phẩy, nhưng nó là hàng zin 100% nhé, màn hình cũng zin luôn. Đó, con máy này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 2.300.000 nhé. Cái máy này bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.300.000. Đấy, Oppo F9 một thời gọi là cực đỉnh, mình lớn lên từ cái bọn Oppo F9 này. Bởi vì cái bọn Oppo F9 lúc mình nhớ là mới bắt đầu bán hàng trên kênh YouTube là mình vào bán Oppo F9, và lúc đấy bán rất là chạy. Và lúc đấy còn có kênh còn đang nhờ mình lấy hộ Oppo F9 cơ. Đó, giá 4 bụi 64. Cái này bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.300.000 nhé, 2.300.000. Tiếp theo đây, cây 6S Plus 64GB mình cũng view từ video trước rồi. Cái này bên mình đang bán cho các bạn giá là 3.800.000 nhé. 6S Plus 64GB 3.800.000, pin 84%. Cái 7 thường lóc thì pin 85%, giá 2.800.000, hàng zin đẹp 9899%. Đó, bạn nào đang gọi điện đuôi 049 thì thông cảm giúp mình đang live stream nhé, mình không nghe máy được. Đây, cây quốc tế thì còn hai cây, mình phải công nhận cái bọn quốc tế này hàng ngon mà bán chậm thật. Tất cả đều còn bảo hành dài luôn, 11 tháng 5 đến năm 2021 và 27 tháng 8 năm 2021. Pin thì toàn 97-98%. Bên mình bán giá là 4 triệu. Đó, thế mà mình công nhận cái bọn này mình bán chất vật, mãi không hết luôn. iPhone 7 hàng zin đẹp luôn, tất cả đều 97-98-99% luôn. Đó, bạn nào thích hàng iPhone 7 chất này thì alo cho bên mình nhé, còn bảo hành chính hãng rất là dài, pin 9798, cam kết zin cho các bạn. Tiếp theo đây một cây Samsung Galaxy S9 nhá, một chiếc Samsung Galaxy S9 này, ốp màu đỏ chót luôn, ốp màu đỏ chót. Đây, lưng thì có xước răm, lưng xước răm. Đây là cây bản Việt, về màn hình thì chắc là sẽ không chê được vào đâu, màn hình trắng tinh luôn, không còn gì tuyệt vời hơn nhá. Đó, cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3.800.000, một cây bản Việt, ô bản Hàn. Đúng rồi, lưng này lưng Hàn. Các bạn đợi mình chút này để mình kiểm tra lại. Mình tưởng đây bản Việt, F đây bản quốc tế bạn nhé. Hàng FF này là quốc tế. Bọn này là lên được 2 sim này. Bọn này quốc tế lên được 2 sim các bạn nhé. Vào sau lưng mình để gần giống lưng Việt. Đó. Cái này thì bên mình đang bán cho các bạn giá 3.800.000 nhé. Đẹp luôn. Đó. Màn trắng sáng luôn. RAM là RAM 4 bộ nhớ là 64GB Samsung Galaxy S9. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Được tặng kèm chiếc ốp đỏ luôn này, ốp đỏ cho cả lăm rực rỡ luôn này, đầu lăm làm con đỏ rực rỡ. Nó tặng kèm cả cáp sạc và tai nghe luôn các bạn nhé. Không có cường lực. Bộ này bên mình không có nên không tặng được. Đây lốp đây là Samsung A8 Star, vẫn còn lại 2 cây thì một cây đen một cây trắng. Thì bên mình đây tất cả đều là hàng zin keng và bọn này là RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.300.000 nhé. Một đen một trắng nhé. Đó, hàng zin kem nhé. Bản Hàn xách tay một sim các bạn nhá. Đây vẫn A70 bây giờ vẫn còn một cây đây. A70 bên mình đang bán là 3.800.000 nhé. Đó, 3.800.000 hàng zin phẩy nhé. Hàng zin phẩy. Đó. Bọn này thì mình tặng các bạn cường lực nhé. Cường lực và cáp sạc nhé. Đó. Bọn này thì là cấu hình RAM của nó là 6GB, bộ nhớ là 128GB. Đây mình vào xem lại xem có nhớ chắc không. Đây RAM 6 bộ nhớ 128 các bạn nhé. Samsung Galaxy A70 3.800.000. Note 9 thì vẫn còn mấy cây hôm qua mình view thôi. Có mỗi cây 512GB mình bán rồi. Đây một cây hàng zin đẹp thì giá là 5.800.000, máy màu đồng 5.800.000, màn đẹp nhé, không ả mố gì. Cây màu lâu này thì đây có gọi nói chung là chấm phẩy một chút. Màn thì bị lưu ảnh nhá, màn lưu ảnh nhẹ này, lưu nhẹ của mấy cái icon này thôi, nhưng mà các bạn vào các cái nền đen là các bạn sẽ không nhìn thấy gì luôn nhé. Đó. Cái này thì cũng là bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đấy các bạn vào như này thì nhìn màn trắng tinh luôn này. Đó. Màn trắng mà lại bị lưu ảnh. Thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5.200.000. Đây một chiếc lốt 9 màn ám. Cái này lốt 9 màn ám nhẹ. Bên mình đang bán là 5.400.000. Đây là lốt 9 màu titan các bạn nhé. 5.400.000. Đó, các bạn ngại mua hàng đốm thì các bạn mua hàng ám. Thứ nhất là giá nó rẻ và thứ hai là màn hình nó được đảm bảo hơn nhé. Đó. Cái màn đốm là thường là nó bị tì đè, còn màn ám thì là màn zin không bị gì cả, gọi là dùng nâu thì nó ám thôi, màn ám một nét không tránh được. 5.400.000 nhá. Còn một cây màn đốm, cây màn đốm này, đó đốm này. Bên mình đang bán cho bạn giá là 4.600.000 nhé. Nó cũng là RAM 6 bộ nhớ 128GB nhé. Loại hình thì cũng toàn xếp hạng hết, khá đẹp. Còn một cái này củ chuối. Đây. Cái này video trước mình có bán 3.300.000 một cây máy đốm bản Việt. Cây đốm bản Việt. Đây các bạn nhìn. Màn trắng sáng sạch sẽ. Có một vị khách quen của mình có đặt mua con này và bảo là cứ để đấy rồi anh xuống anh lấy, nhưng mà hôm đầu tiên thì thấy gọi điện bảo là hôm nay bận chưa xuống được thì để hôm sau. Khách quen nên là mình cũng cứ để lại đến hôm sau, và đến hôm nay thì không thể gọi điện nên mình lại bỏ ra thanh lý cho các bạn nhé. Con này 3.300.000 nhé, con này 3.300.000 này mình tuyên bố thẳng luôn là không bán cho anh đấy nhá. Anh có đặt thì em cũng chịu thôi, bán cho khách khác này. Cực kỳ nhiều người hỏi con Note 8 đốm này luôn. Cây bản Việt nhá. Màn trắng tinh. Đốm rất là nhẹ này. 3.300.000 nhá. Note 8 đốm Việt. Màu vàng đẹp. Đây. Cây Note 8 số... À, cứ chết. Cây này mình bán rồi nhá. Mình xin lỗi các bạn. Cái Note 8 số 6 này mình bán rồi. Nhưng hôm nay nhiều hàng... mình bận việc mình không kịp đỏng đi, mình đang bảo sáng mai gửi sớm. Cây số 9 4.1 triệu này, cây số 9 Note 8 Việt, khung gầm thì đẹp nhá. Đó, tất cả đều đẹp, màn thì nó có hơi xước một chút thôi. Đó, con này màn hơi xước nhưng mà đây mình bật lên phát. Ôi, nhìn chữ Samsung Galaxy Note 8 này là nhìn thấy uy tín rồi. Màn nó xước nên là bên mình bán cho bạn giá là 4.1 triệu nhá. Đó, nó xước lông mèo tí tí thôi, không ảnh hưởng gì cả. Cây số 3 bên mình đang bán là 4.200.000. Đây là một cây bản Việt, màn cũng sạch đẹp, không ám không ố và màn rất trắng nhá. Màn trắng, con này bản Hàn, đây mình đang bán cho bạn đã 4.200.000. Cây số 2 màu tím khói bản Hàn Quốc. Cây số 2 tím khói bản Hàn Quốc thì đây có phe phẩy một cái lông mèo đây. Đó, còn lại là đẹp nhá. Cạnh viền bọn này sáng thì chắc chắn một điều là lúc nào nhìn nó cũng sẽ đẹp, các bạn nhìn ở ngoài sẽ không rõ. Đó, con này bên mình đang bán 4.2 triệu này, màn trắng sáng các bạn nhé, trắng sáng 4.2 triệu này. Đây cái số 8 của video hôm trước là một cái bản Việt 4.3 triệu này. Đấy, cây này là một cây rất đẹp, đẹp các bạn nhé. Màn thì chắc chắn là cũng trắng sáng rồi. Đấy, màn trắng tinh luôn. Bên mình đang bán là 4.300.000 nhá, bản Việt nhá. Đó. Đây một cái bản Việt nữa. Hôm nay có thêm cái này, ôi ra màn trắng này. Màn trắng nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn có một cái vết ảm ngang màn nhé. Ảm này rất là mờ, vết này rất là mờ, các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Đó. Cái này bên mình sẽ bán cho bạn với giá là con vàng này, xem này. Rất đẹp luôn. Con này khung màn rất đẹp luôn các bạn nhé. Bên mình bán cho các bạn với giá là 4. Thôi để cho các bạn giá 3.9 triệu đi. Con này để cho các bạn giá 3.9 triệu nhé. Đây xem mình đánh dấu cây này luôn. Hôm nay là chưa có cây số 1 thì nó sẽ là cây số 1 luôn các bạn nhé. Cây số 1 Note 8 này, 3.9 triệu. Vâng, thì hôm nay bên mình cũng sơ cua một ít máy đấy. Vừa lúc này có một bạn vừa gọi điện và nhắn tin, cho nên là mình cần phải kết thúc nhanh cái video này. Thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn, và mong các bạn hiểu cho cái hoàn cảnh bàn máy của anh em thợ nhé. Không được bảo hành màn hình lâu, cho nên là các bạn cực kỳ phải kỹ lưỡng khi test màn hình giúp bên mình nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một buổi online vui vẻ và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.